Hello mọi người, và xin kính nha mọi người ơi. Xin chào cả nhà nè. Xin chào cả nhà đến với live của em ngày hôm nay ha. Ai vừa vào thì nhớ là cho em xin một chấm nha cả nhà nha, để em biết mình đang xem nè. Lên mẫu kính đẹp cho mình nha. Hôm nay toàn là mẫu kính đẹp không à. Rồi ai vừa vào chưa, cho em xin một chấm nha cả nhà nha. Anh chị nào vừa vào thì nhớ là cho em xin một chấm tương tác nè. Và nhớ giùm em là chia sẻ bài trên em ha, chia sẻ bài trên trang cá nhân hoặc hội nhóm giùm em để mình được tăng kính với giá rẻ. Nhớ giùm em nha. Hôm nay toàn là mẫu kính siêu cấp không. Ban đầu like em sẽ like bài kính đồng giá 100.000 cho cả nhà trước ha. Còn ai thích lên kính cao cấp thì em sẽ lên kính cao cấp cho mình nha. Rồi có ai vừa vào thêm chưa? Lên view cho em nào, chấm cho em một chấm ha mọi người ha. Và nhấn chia sẻ bài giùm em nha. Chấm cho em xin một chấm và nhấn chia sẻ bài giùm em nha cả nhà nha. Trời ơi toàn kính đẹp không mà. Vào săn kính nha mọi người. Vào săn kính nha. Lên kính nào bây giờ kia này. Rồi có ai vừa vào chưa? Hello mọi người nha. Xin chào tất cả các chị. Rồi có ai vừa vào chưa ạ? Và xem like của em kính bên em thì mọi người cứ yên tâm nè. Được kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán, kính luôn luôn sẽ chuẩn UV400 cho mình nha. Rồi hôm nay ai mua 2 cây em tặng kính xuyên đêm luôn. Mua 3 cây được free ship nha, nhớ giùm em. Hôm nay ai mua 2 cây em sẽ tặng một cây kính xuyên đêm này. Và mua 3 cây được free ship cho em, cả nhà thấy không? Nhìn cực kỳ sang luôn nha. Rồi em chào chị Kim Thúy nè. Đây quá sang chảnh luôn. Mua 2 cây tặng kính xuyên đêm và 3 cây free ship nhớ giùm em nha. Rồi có ai vừa vào thêm chưa? Ai vừa vào thì nhớ là nhấn cho em một cái chia sẻ hoặc là comment lên em biết là mấy chị đang xem nha. Để em in nhiều kính đẹp cho mình ha. Rồi em chào Hiếu Thanh nè. Còn ai vừa vào nữa không? Còn ai vừa vào nữa không ạ? Hôm nay like kính đầu tiên sẽ like vài cây kính đồng giá 100.000 cho cả nhà nha. Nha, đầu kính đầu tiên ha, sẽ like kính đồng giá 100.000 cho chị em trước. Rồi ai mà thích kính cao cấp thì nhớ nói em để em lên kính cao cấp cho mình. Thực chất nghe kính cao cấp như vậy nhưng nó chỉ có tầm 150 và 170 thôi mọi người, quá rẻ luôn. Không đâu mà bán kính mà giá rẻ như vậy nha. Rồi có ai vừa vào thêm chưa? Ai mà đang vừa đi làm về ha, hoặc là buổi tối đang rảnh rỗi thì vào xem like của em. Săn kia nhiều lúc mình coi chơi chơi thôi nhưng mà mình săn kính thật đó nha mọi người. Vì kính bên em thì giá thật sự rất là rẻ luôn rồi, mà chất lượng nữa. Rồi nhiều chị hỏi em là em ơi kính si hay là kính mới thì em nói luôn, tất cả kính bên em đều là kính mới nha mọi người nha. Đều là kính mới nha, mẫu mới không ai chị. Rồi có ai vào thêm chưa? Hôm nay có dán mắt mèo luôn nha. Có dán mắt mèo nhiều lắm. Bữa nào chị nào mà săn kính dán mắt mèo thì hôm nay vào like ha. Toàn là mẫu kính mới không nè. Không vào thật sự uổng cực kỳ luôn á. Rồi lên cây đầu tiên này cho mọi người rồi mình sẽ qua nhanh ha. Form này cực kỳ sang luôn. Form này của Chanel và màu này là màu đen khói cho em. Màu này là màu đen khói cho em ha. Đi tầm 6-7 giờ là ok luôn nha. Đi tầm 6-7 giờ và kính của em luôn luôn chuẩn 400 cho mình nè. Form kính của nó càng kính là cả nhà. Xuất sắc không? Da ai mà ngâm ngâm một xíu mang rất là sáng khuôn mặt luôn nha. Rồi ai lấy cây này thì comment A206 cho em nè. A206 ha, 100.000 thôi cả nhà. Khuôn mặt cái này là dành cho từ 20 tới 50 tuổi mang thoải mái luôn. Mà khuôn mặt nào cũng mang được. Thật sự chị nào khuôn mặt tròn quá mang cây này vẫn đẹp luôn nha. Khuôn mặt mà quá tròn mang cây này vẫn đẹp cho em luôn, mọi người thấy không? Rất là sang luôn ha. Rồi ai lấy cây này dạ chào chị Phan Hằng nè. Rồi hôm nay ai lấy cây này thì comment A206 giùm em 100.000 mấy chị ơi. Đầu like là coi như bán giá tri ân cho mấy chị thôi chứ bình thường không có giá này đâu nha, nhớ giùm em ha. Rồi cây này là A206 đi ạ, 100.000 thôi, quá rẻ thật sự luôn. Cây kính form kính của nó nhìn rất là sang chảnh. Cái này là mọi người ai mà khuôn mặt tròn quá thì mang vẫn đẹp, cái cây này rất là ô mặt nên yên tâm cho em nha. Rồi cây này là A206 100.000 thôi, coi như mở đầu like bán giá rẻ cho mọi người nha, nên mọi người